Dạ vâng, em xin chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay em tiếp tục lên cho phiên bán hàng của ngày 12 tháng 10 năm 2022 để chia sẻ tới các bác những giò lan rừng của vùng Hòa Bình Tây Bắc chúng em ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là tại Bản Lác, Triềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Các bác hãy theo dõi video ủng hộ nhà em các bác nhé. Đều là những hàng lan rừng thôi ạ. Đây, đầu tiên em xin chia sẻ tới các bác là một giò lan trúc đen này. Hiện tại đã thuần vào trong cái chậu nhựa như này rồi các bác nhá. Nhà em bóc rừng về thuần đấy ạ. Đây, giò lan rất là nhiều thân như này. Và mặt hoa của nó sẽ là màu vàng, bông đơn như bông mai, nở hoa vào đầu xuân này. Mã D 37, 250 nghìn ạ. Mã D 36 vẫn là một giò lan trúc đen này. Giò này là nguyên bản quá nhá, hàng nguyên bản đấy ạ. Cũng rất là nhiều thân. D 36, 300 nghìn ạ. Hoa rất là đẹp đấy ạ. Tiếp theo em có giò lan càng cua lên để chia sẻ với các bác này. Dòng càng cua này thì mặt hoa của nó rất là đẹp. Mặt hoa sẽ là màu vàng tím và nở hoa vào tháng 4, tháng 5 các bác nhá. Mã D 21, 180 nghìn ạ. Hiện tại đã rất là thuần rồi đây ạ. Đây, các cái rễ nó đã ra bám chằng chịt vào cái giá thể như này rồi ạ. D 21, 180 nghìn. Mã D 20, mã D 20 vẫn là một giò lan càng cua đấy ạ. Đây, giò nào cũng các cái rễ là đã bám chằng chịt vào cái giá thể rồi đấy ạ. Đã rất là thuần rồi. D 20, 180 nghìn. Tiếp theo em có giò lan tam bảo sắc lên để chia sẻ với các bác này. Dòng này thì hoa rất là đẹp, hoa cũng thơm các bác nhá. Dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu tím trắng và nở hoa vào tháng 4 ạ. Mã D 25 160 nghìn. D 25 160 nghìn. Giò này có cụ thể là 8 ngọn các bác nhá, 8-9 ngọn cơ ạ. Mã D 27 vẫn là một giò lan na văn tam bảo sắc đây ạ. Đây, dòng này thì hoa thơm và hoa đẹp các bác nhá. D 27 160 nghìn. Chậu nào thì nhà em cũng đã rất là thuần rồi đây ạ. Mã D 26 vẫn là một giò lan tam bảo sắc đây. Đây, các cái thân rất là đều nhau như này các bác nhá. D 26 160 nghìn ạ. Tiếp theo em xin chia sẻ với các bác là giò lan báo hỉ này. Hoa lan báo hỉ thân này thì giò này thì thân ngắn các bác nhá, thân ngắn nhưng rất là đều nhau, mầm gốc cũng đang lên rất là nhiều. Và dòng này thì hoa rất là đẹp ạ. Mặt hoa của nó sẽ là màu đỏ tím, nở hoa vào dịp đầu xuân. Mã D 7 150 nghìn ạ. Mã D 8 vẫn là một giò lan báo hỉ đây ạ. Giò này thì các cái thân dài. D 8 160 nghìn ạ. Mã D 24 là một chậu lan thanh đạm sữa. Dòng này thì sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết cho các bác ngắm luôn ạ. Mặt hoa của nó sẽ là màu trắng các bác nhá. Đây, hoa màu trắng đây. Giò lan cực kỳ to và nhiều thân như này ạ. Mã D 24 170 nghìn. Vâng, giò nào nhà em cũng thuần rất là đầy đặn và để giá rất là hợp lý, giá phải chăng rồi. Nên là nhà em không bao ship các bác nhá. Các bác sưu tầm hoa lan bên nhà em thì các bác tự trả tiền ship ạ. Và nếu bác nào thiện chí ủng hộ nhà em nhiều từ 5-6 giò trở lên thì nhà em sẽ bao ship cho các bác ạ. D 24 170 nghìn. Mã D 23 vẫn là một chậu lan thanh đạm sữa đấy ạ. Chậu nào cũng đã rất là thuần rồi đây. Các bác ơi, nhiều thân như này nhá. D 23 150 nghìn ạ. Tiếp theo em có quế trắng rừng Hòa Bình lên để chia sẻ với các bác ạ. Chậu này thì hiện tại có cụ thể là 4 ngọn. 4 ngọn đã rất là thuần rồi đây. Và dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu trắng các bác nhá. Mặt hoa trắng đẹp và rất là thơm. Mã D 22 300 nghìn ạ. Mã D 32 là một giò lan sơn thủy tiên. Đây, em xin chia sẻ với các bác một giò lan sơn thủy tiên rất là đẹp như này. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng các bác nhá, nở hoa vào dịp đầu xuân ạ. D 32 180 nghìn. Mã D 31 vẫn là một chậu lan sơn thủy tiên này. Đây, chậu nào cũng thuần rất là đầy đặn, nhiều thân luôn ạ. D 31 180 nghìn các bác nhá. Chậu nào cũng đã rất là thuần rồi ạ. Mầm gốc cũng đang lên nhiều đây. Tiếp theo em có hoa lan hoàng thảo kim thoa lên để chia sẻ với các bác này. Chậu hoàng thảo kim thoa rất là nhiều thân như này. Và hiện tại nhà em đã, cái dòng này thì nhà em bóc rừng về thuần và đã rất là thuần rồi đây các bác ơi. Các cái rễ là bám chằng chịt vào giá thể như này rồi ạ. Mặt hoa của nó cũng rất là đẹp. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng họng đen, nở hoa vào tháng 4, tháng 5 ạ. D 33 170 nghìn. Mã D 34 vẫn là một chậu lan hoàng thảo kim thoa đấy ạ. D 34 cũng 170 nghìn các bác nhá. Chậu nào cũng đã rất là thuần rồi ạ. Mã D 35
vẫn là một chậu lan hoàng thảo kim thoa đây. Các bác ơi, dễ bán trang trí vào chậu nhựa như này các bác nhá. D35 180.000, hoa lan hoàng thảo kim thoa, hoa vàng họng đen ạ. Tiếp theo có giò lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân lên để chia sẻ với các bác này. Dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu vàng và rất là sai hoa. Mỗi lần nó nở sẽ nở rộ cả cái chậu luôn đấy ạ. Đây, rất là đẹp như này, hiện tại đã thuần rồi. Dòng này thì sẽ nở hoa vào dịp đầu xuân này. D19 170.000 ạ. Mà D15 là một chậu lan đuôi cáo này. Dòng cáo tím này thì mặt hoa của nó sẽ là màu tím các bác nhá. Và mà nở hoa vào tháng 4. Đây, nhà em thuần có 3 ngọn ở trong cái chậu như này ạ. D15 150.000. Mã D14 vẫn là một chậu lan cáo này. Hoa của nó sẽ là màu tím rất là đẹp đấy ạ. D14 150.000, 3 ngọn cáo quá nhá. Tiếp theo em có giò lan hài giáp lên để chia sẻ với các bác này. Dòng hài này thì hiện tại đang nụ rồi các bác nhá. Mặt hoa của nó sẽ là màu tím, màu trắng xanh. Đây, nở hoa rất là, bông hoa nó rất là to đấy ạ. Và cái nó sẽ cách cái mặt lá này rơi vào tầm 25-30cm cơ, sẽ rơi vào tầm bằng này đấy ạ. Và dòng hài thì hoa rất là bền, các bác có thể ngắm hoa từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng cơ ạ. Mã D10 170.000. Đây, giò lan rất là đẹp như này. D10 170.000 ạ. Mã D11 vẫn là một chậu lan hài giáp này. Đây, dòng hài giáp này thì nhà em cũng vừa mới bóc rừng về và có thể được tầm hơn 1 tháng nay thôi các bác nhá. D11 170.000. Mã D13 là một giò lan hài vệ nữ. Dòng này thì sẽ nở hoa vào dịp đầu xuân. Mặt hoa của nó sẽ là màu trắng, màu tím xanh ạ. D13 170.000. Mã D12 vẫn là một giò lan hài vệ nữ đây ạ. Rất là nhiều thân luôn. Các bác sưu tầm dòng hài này về thì mình cứ treo ở thấp thôi các bác nhá. Nó không ưa ở cao đâu ạ. D12 170.000. Mã D9 là một chậu lan sóc này, hoa lan sóc Lào, rất là đẹp như này ạ. Dòng sóc này thì mặt hoa của nó sẽ là màu tím trắng, hoa rủ như đôi con sóc này. Chậu này có cụ thể là 6 ngọn sóc các bác nhá. D9 150.000 ạ. Mã D30 là một giò lan ý thảo này, chậu lan ý thảo rất là nhiều thân như này. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng và nở hoa vào đầu xuân này. D30 180.000, đã rất là thuần rồi đây ạ. Tiếp theo em có giò lan, dòng lan sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết cho các bác ngắm này. Dòng này là hoa lan vanna chanh các bác nhá. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng chanh và hoa rất là thơm. D18 100.000 ạ. Giò này có 3 ngọn vanna chanh này. Các bác sưu tầm mình cũng có thể bảo, lúc chốt đơn mình cũng có thể bảo nhà em làm mà móc treo cho các bác luôn nhá. Về mình những cái giò lan này các bác cứ treo thêm một gói phân dê và phân nguyên mà phân tan chậm vào thì rất là đẹp đấy ạ. D18 100.000 ạ. 3 ngọn vanna chanh các bác nhá. Tiếp theo vẫn là một chậu lan vanna chanh này. Giờ này thì nhà em đã bóc rừng về thuần vào chậu nhựa và đã rất là thuần như này. Đây, rất là nhiều thân và thân cao to như này các bác nhá. D17 180.000 ạ. Mã D16 là một giò lan combo, có cả kiểu mỡ gà và có cả vanna chanh này. Dòng nào hoa cũng rất là đẹp. Kiểu mỡ gà thì mặt hoa của nó sẽ là màu vàng trắng, hoa nở thành chùm này. Còn vanna chanh thì hoa nở vào Tết, hoa màu vàng chanh, hoa rất là thơm. Mã D16 180.000, hàng nguyên bản các bác nhá, hàng rừng nguyên bản đây ạ. Tiếp theo em có giò lan quế tím lên để chia sẻ với các bác ạ. Dòng quế tím này thì mặt hoa của nó sẽ là màu tím các bác nhá. Nở hoa vào tháng 4. Đây, giò lan thuần rất là nhiều thân như này. D1 150.000 ạ. Mã D2 vẫn là giò lan quế tím đấy ạ. Đây, giò nào cũng rất là nhiều thân. Và những cái cây nó mọc ra như này là cái cây tổ quạ bé. Bên trong này là nhà em thuần trong cá thể tổ quạ các bác nhá. Về mình không thích thì mình cũng có thể cắt đi, không sao cả. Mà nếu mà ấy thì mình để làm đẹp như này cũng rất là đẹp này. D2 150.000 ạ. Mã D28 là một chậu lan nhất điểm hồng. Dòng nhất điểm hồng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu trắng vị màu hồng, nở hoa vào tháng 4 các bác nhá. D28 160.000 ạ. Mã D29 vẫn là một giò lan nhất điểm hồng này. Chậu nào cũng đã thuần rồi ạ. Và dòng này thì mặt hoa của nó cũng đẹp này. Các bác sưu tầm về chơi thân chơi lá này. D29 160.000 ạ. Mã D30
B6 là một chậu lan hồ điệp rừng. Dòng hồ điệp rừng này thì mặt hoa của nó sẽ rất là nhiều màu, có màu tím, màu tím, màu trắng, màu vàng, màu hồng ạ. Bông hoa nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà mọc cũng rất là nhiều hoa. Mã D6 160.000, hoa lan hồ điệp rừng. Mã D5 là một giò lan đuôi chồn, hoa lan chồn các bác nhé. Giò này thì có rất là nhiều ngọn này, các bác sưu tầm để làm giống đây ạ. Dòng chồn này thì sẽ nở hoa vào tháng 4. Mặt hoa của nó sẽ là màu tím trắng và hoa rủ. D5 130.000. Mã D4 vẫn là một giò lan chồn này, đây rất là nhiều thân luôn. D4 130.000. Em có chồn này nè. Mã D3 vẫn là một giò lan đuôi chồn đấy ạ. Giò này thì có 4 ngọn đây. Hoa rất là đẹp đấy ạ. Hoa lan chồn rất là đẹp này. D3 100.000 ạ. Dạ vâng, đây cũng là giò lan cuối cùng của video nhà em ngày hôm nay lên để chia sẻ với các bác ạ. Em rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bác. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em xin chào tất cả các bác ạ.